Bệnh 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 sáng giờ toàn nghe thấy là hoắc khứ bệnh thôi anh em ạ. Vâng, và tháng 8 thì chúng ta sẽ khởi đầu với một cái vòng quay của con hoắc khứ bệnh anh em. Và chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay thôi thì cũng rất là nhiều người chơi quyết định là quay vị tướng này, mắc vị tướng này, thậm chí là đem cả đi rally nữa. Tuy nhiên thì theo như mình quan sát ấy thì cũng rất là nhiều người chơi cũng đang khá là đề phòng hoắc khứ bệnh khi mà họ chưa đảm bảo rằng hoắc khứ bệnh thật sự là một vị tướng ngon và đáng để đầu tư. Như vậy thì trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn về cái việc đó là liệu anh em có nên lên hoắc khứ bệnh hay không, cũng như là cái sức mạnh của vị tướng này thật sự đang nằm ở đâu trong tựa game Rise Kingdom nha các bạn. Trước hết ấy, phải nói luôn với anh em ấy, có lẽ là mình sẽ không mắc hoắc khứ bệnh đâu, nên các bạn đừng có đặt câu hỏi là khi nào thì mình mắc hoắc khứ bệnh nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay thử miễn phí một phát để xem nhân phẩm đến đâu nào. Các bạn cứ yên tâm là các bạn sẽ có tới 3 vòng quay hoắc khứ bệnh liên tục, tức là tuần này này, 2 tuần nữa và 2 tuần tiếp theo, tức là trong vòng 1 tháng rưỡi liên tục tha hồ quay. Ở đây tôi quay được hai cái sao vàng trông hơi lỏ một tí. Như vậy thì mình không quay mắc hoắc khứ bệnh, nhưng mà có rất là nhiều người đã test trên group Facebook Việt Nam rồi, cũng như là trên livestream trên YouTube, thì bây giờ mình sẽ show cho anh em một số cái chiến báo nha. Về video test hoắc khứ bệnh của Chitgu Gaming thì mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả video để bạn nào biết tiếng Anh thì có thể qua xem trực tiếp. Mình thấy thì cái video này nó test đã rất là chi tiết rồi, và có lẽ là các bạn cũng không cần phải gọi là test lại làm cái gì, tại vì những người chơi này thì họ đều khá là rảnh và có nhiều thời gian để test. Đầu tiên mình có show cho anh em cái chiến báo trên màn hình. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có là Sargon SCPO thì đã solo thắng hoắc khứ bệnh Doan P. Mình cũng phải nói luôn về ý kiến cá nhân ấy, mình không nghĩ con hoắc khứ bệnh sẽ là một con tướng phát huy tốt tác dụng khi bạn đứng solo nha. Tại vì các bạn sẽ cần kích hoạt cái chiêu chuyên môn đúng không? Các bạn cần phải giết được kẻ địch để hồi lại cái điểm chuyên môn các thứ. Đó thì cái này tôi không nghĩ là hoắc khứ bệnh sẽ là một con solo kiểu đứng đánh đến chết sẽ mạnh đúng không? Đó nên là cái này thì tôi thấy hiển nhiên thôi, chưa kể là Sargon SCPO còn là một cặp bộ binh khá là mạnh khi đánh đơn mục tiêu nữa. Tiếp đó chúng ta có một cái chiến báo là Boudica Gia Cát Lượng, và bên kia sử dụng cho mình là hoắc khứ bệnh kết hợp với William. Ở đây thì hoắc khứ bệnh William chiến thắng khá là dễ dàng với cái kết quả trao đổi là 27.000 lính thương nặng đổi lấy bên kia Boudica thương nặng tới gần 36.000 lính. Cũng là một cái điều mình nghĩ là cũng khá là bình thường khi ở một bên là kỵ binh và một bên là cung thủ. Tiếp đó chúng ta có là hoắc khứ bệnh Nepki đứng solo với lại Boudica Gia Cát Lượng. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng kết quả chiến báo thì lại không tốt bằng so với hoắc khứ bệnh William. Cái này thì cũng khá là khó để có thể giải thích được tại sao, nhưng mà có lẽ là do con William có chiêu một ấy khiến cho kẻ địch mất đi những cái búp tăng sát thương kỹ năng, thì điều này có thể một phần counter lại những cái vị tướng cung, những vị tướng được hưởng lợi từ cái bùa lợi tăng sát thương kỹ năng rất là nhiều. Thêm một chiến báo nữa với hoắc khứ bệnh Nepki, khi mà hoắc khứ bệnh Nepki ở đây thì đánh bại Boudica kết hợp với lại Henry rất là tốt với kết quả là 17.300, bên kia bị thương nặng tới 30.000 lính. Thì đây hoàn toàn có thể là một cái cặp counter rally lại cái cặp rally cung là Boudica Henry đúng không anh em? Tuy nhiên thì ở đây ấy, con hoắc khứ bệnh nó còn có một vấn đề phát sinh nữa, đó là chiêu chuyên môn của hoắc khứ bệnh ấy, khi mà các bạn bị kẻ địch tấn công bằng một lính thì các bạn sẽ bị mất nộ nha. Thì cái điều này thì trên thực chiến nó sẽ rất là khó khăn cho anh em rally bằng hoắc khứ bệnh luôn. Lát nữa sau khi mình xem hết chiến báo mình sẽ nói thêm về cái vấn đề mất nộ hoắc khứ bệnh này nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có một chiến báo của hoắc khứ bệnh Nepki đối đầu với bên kia là Nepki Mehmet. Và đây thì Mehmet là một con tướng chìa vàng đúng không, có bảo tàng. Đó thì mình thấy là kết quả chiến báo lệch thì cũng không có gì quá bất ngờ. 23.000 đổi lấy bên kia thương nặng lên tới là gần 34.000 lính. Chúng ta có một chiến báo của hoắc khứ bệnh Nepki đối với bên kia là SCPO Treo. Thực tế thì SCPO Treo là một cặp bộ binh rất là mạnh trên Open Field nha. Tuy nhiên thì ở đây SCPO Treo cũng bị thương nặng lên tới là gần 32.000 lính, trong khi bên kia là gần 19.000 lính nha các bạn. Một kết quả rất là có lợi cho hoắc khứ bệnh Nepki. Một chiến báo của hoắc khứ bệnh Saladin đánh nhau với lại Sargon SCPO thì chúng ta có hoắc khứ bệnh bị đánh cho đúng là bệnh các bạn. 27.600, bên kia mất chỉ có 17.700 thôi. Có vẻ như Sargon SCPO thật sự là một cặp tướng bộ binh có thể counter được hoắc khứ bệnh. Rồi, như vậy là đã đi xong phần soi chiến báo. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em về cái bảng tài năng của hoắc khứ bệnh luôn. Mình đã làm một video hướng dẫn khá là chi tiết về hoắc khứ bệnh trên kênh YouTube của Rise Kingdom Việt Nam Official rồi. Các bạn có thể qua để xem video đấy cho nó kỹ nhá. Còn đây thì mình sẽ chỉ nói về bảng tài năng thôi. Bảng tài năng ấy thì mình sẽ lấy ở đây, đó là bảng tài năng của con Nepki nha. Tại vì Nepki với lại hoắc khứ bệnh thì sẽ có bảng tài năng giống nhau. Thì đối với hoắc khứ bệnh các bạn có thể tham khảo bảng tài năng như thế này. Ở đây có một cái điểm đặc biệt nhất của hoắc khứ bệnh, đó là nó có thể làm mới lại ở cái thời gian ở trong chiến trường. Như vậy các bạn có thể làm mới cái điểm lời hiệu triệu này với khả năng là tăng 15% sát thương gây ra trong 10 giây đầu tiên sau khi tham gia chiến đấu. Như vậy hoắc khứ bệnh vào combat các bạn đã tăng 15% sát thương, các bạn dứt điểm mục tiêu xong thì cái điểm này nó hồi lại. Và 15% sát thương là rất là lớn, các bạn sẽ có lượng sát thương bằng 3 cái VIP 17 khá là cao.
Ngoài ra ở đây thì mình sẽ lấy thêm vào cái điểm bậc thầy cưỡi ngựa khi mà các bạn sẽ có cái cơ hội tăng tốc độ hành quân lên. Các bạn tăng tốc độ hành quân, các bạn chạy nhanh, các bạn làm chậm tới từ chiêu 1 của hoắc khứ bệnh thì các bạn có thể bắt chết mục tiêu nó dễ hơn. Ở phía nhánh kỹ năng thì ở đây mình thấy là có hai điều các bạn cũng cần phải quan tâm. Thứ nhất đó là cái điểm thanh khiết này tôi nghĩ nó khá là mạnh bởi vì các bạn sẽ được tăng sát thương sau khi sử dụng kỹ năng chủ động lên 6% trong 6 giây. Và mình nghĩ rằng chu kỳ ra skill của hoắc khứ bệnh ấy hoàn toàn có thể đạt được cái ngưỡng đó là 6 giây bắn một phát nha các bạn. Nên là cái điểm này thật ra rất là có lợi khi mà gần như lúc nào các bạn cũng được tăng sát thương kỹ năng thêm 6%. Tuy nhiên thì ở đây ấy, cái điểm hồi sinh cũng không phải là phế hoàn toàn. Tại vì hoắc khứ bệnh các bạn ra nộ rất là nhanh đúng không? Chỉ có 850 nộ là các bạn đã ra skill rồi. Thì cứ mỗi lần các bạn ra skill hoắc khứ bệnh ra này, tướng phụ ra thì các bạn sẽ được hồi thêm là 60 nộ nữa. Thì với cái điểm hồi sinh này cứ mỗi chu kỳ ra skill đúng không? Tướng chính 60 nộ, tướng phụ 60 nộ là các bạn được 120 nộ. Thì các bạn sẽ ra skill sớm hơn được 1 giây nha. Nên là tóm lại mình không nghĩ là các bạn nhất định phải lấy thanh khiết hoặc là hồi sinh. Hiện tại thì có lẽ là hai cái điểm này nó sẽ phụ thuộc vào phong cách chơi của bạn chứ không phải là cái điểm hồi sinh này phế hoàn toàn. Tại vì mình tin là hoắc khứ bệnh với điểm hồi sinh các bạn có thể đạt cái ngưỡng ra skill rất là nhanh, có thể nói là cực kỳ nhanh trong game đấy. Thì ở đây thì các bạn có thể cân đối lựa chọn giữa thanh khiết và hồi sinh nha. Mình thì mình nghĩ là hai điểm này nó sẽ có sức mạnh tương đương nhau thôi. Cái điểm mình muốn nói chính ở đây ấy, đó là chúng ta nên lấy full nhánh đỏ cho hoắc khứ bệnh để phát huy tối đa nó sức mạnh của vị tướng này. Đó, như vậy thì các bạn thể cộng như này, hoặc là thay vì các bạn lấy sang bên trái các bạn lấy sang bên phải lấy hồi sinh cũng được nha. Tiếp nữa đó là về bộ skill của hoắc khứ bệnh thì trong sáng nay mình cũng thấy rất là nhiều bạn có nói và thảo luận với nhau ấy, đó là không nên max skill của hoắc khứ bệnh mà chúng ta chỉ nên lên cái mức skill đó là 5554 thôi để tránh việc các bạn có chiêu chuyên môn khi mà chiêu chuyên môn của hoắc khứ bệnh có thể bị counter bằng cái việc là đối phương sử dụng một lính. Điều này có nghĩa là sao? Thì các bạn cần phải hiểu là hoắc khứ bệnh cứ sau khi đánh bại một đội quân kẻ thù thì họ sẽ nhận hiệu ứng gió mùa thu. Bây giờ thì nó lại đổi thành gió thu lang sơn rồi, nhưng mà mình cứ quen gọi là gió mùa thu các bạn. Thì cái hiệu ứng này nó sẽ khiến cho các bạn mất đi tất cả lượng nộ cũng như là mất bùa lợi và debuff trên người. Thì nếu giả sử đối phương lấy một lính tấn công vào hoắc khứ bệnh thì hoắc khứ bệnh ngay lập tức sẽ bị mất nộ về không. Như vậy nếu hoắc khứ bệnh mà rally ấy, đối phương liên tục cầm một lính tấn công vào cái rally đó thì hoắc khứ bệnh sẽ không thể lên nộ nổi và không thể ra skill nha. Trên group Facebook Riot Kingdom Việt Nam ấy, mình đã thấy một cái hình mà hoắc khứ bệnh có tới 20 lượt vẫn không thể ra được skill. Thì đây là một điều mình nghĩ là khá là lỗi. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể được thay đổi trong tương lai. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì mình nghĩ là cái cơ chế dùng một lính tấn công hoắc khứ bệnh này hoàn toàn có thể vị tướng này phế và chỉ có thể đánh được ở trên open field chứ không thể rally được. Nhưng nếu mà Lilith thích, mình nói nhấn mạnh là nếu mà Lilith thích nhá, thì họ hoàn toàn có thể sửa lại thành ở cái đội quân mà hoắc khứ bệnh chủ động tấn công, đúng không? Và nó chết thì hoắc khứ bệnh mới mất nộ, còn cái đạo quân mà gọi là swarm hoắc khứ bệnh chết ấy, thì sẽ không kích hoạt gió mùa thu kiểu như vậy. Thì mình nghĩ là cái này hoàn toàn có thể được sửa trong tương lai, nhưng mà mình đang hơi thiên về ý là sẽ không sửa nha anh em. Như vậy thì các bạn có cần phải lên hoắc khứ bệnh với mức skill là 5554 để rally không? Đối với mình thì nghĩ là không cần thiết, tại vì tôi khá là tự tin không một ai trong tựa game Riot Kingdom này các bạn có thể để một con tướng không max skill mà đem ra đồng đánh nhau được, đúng không? Nhìn nó không max skill trông cũng ngứa mắt lắm, đấy là về cái mặt tâm linh thôi nhá. Nên là mình nghĩ là hoắc khứ bệnh thì anh em vẫn cứ nên max skill. Còn cái việc mà không dùng để rally được thì đơn giản là các bạn không rally bằng con này nữa. Chúng ta còn con chất Tinian rất là ngon mà cuối tuần này các bạn sẽ có, nên là hoắc khứ bệnh rally thì mình nghĩ là chúng ta cũng không cần phải quá hy vọng vào vị tướng này làm gì. Và trên group Facebook ấy thì cũng rất là nhanh thôi, có một số người chơi đã có chiến báo rally của hoắc khứ bệnh rồi. Đầu tiên là chiến báo rally hoắc khứ bệnh Nepki và bên kia sử dụng cho mình là Dido Heraclius. Thì các bạn thấy là kết quả chiến báo cũng khá là ngon, 7.4 triệu đổi lấy bên kia là 11.3 triệu. Tiếp theo thì chúng ta có một chiến báo nữa là hoắc khứ bệnh kết hợp với Bechan. Mình thật sự mình khá là vui khi mà thấy Bechan được đem ra sử dụng khi mà vị tướng này có vẻ đang không được cộng đồng chú ý lắm. Và kết quả chiến báo cũng tương đối tốt, 18 triệu 9 đổi lấy bên kia là 30 triệu 6. Nhưng mà với cá nhân mình nghĩ là những cái chiến báo như thế này vẫn chưa thể nói lên được gì nhiều. Bởi vì chúng ta không thấy được toàn cảnh của rally đúng không? Liệu cái rally đấy có nhồi đều không? Liệu bên địch ở nhét lính gì và có feel hay không? Kiểu như vậy. Thì chiến báo này chỉ đơn giản là các bạn tham khảo cho biết thôi nha. Tiếp theo mình thấy trên group Riot Kingdom Việt Nam ấy lại có thêm một số chiến báo test nữa của hoắc khứ bệnh của mấy bạn Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có SCPO Sargon thì lại solo thua hoắc khứ bệnh 25k9, đổi bên này là 19k5. Tiếp đó là SC Sargon solo với bên này là con hoắc khứ bệnh Doan P 22k1, bên này là 21k5. Rồi tiếp tục là Quan Vũ SC thì cũng thua hoắc khứ bệnh Nepki 28k6 và 14k9. SC Tarik thì thua luôn hoắc khứ bệnh Nepki 27k4, 15k3. Tuy nhiên cá nhân mình thì mình không nghĩ là những cái hình này nó mang lại cái sự chính xác nha các bạn.
Bởi vì sao? Bởi vì các bạn cũng sẽ thấy là khả năng cao là hai người chơi này vẫn đang còn mặc đồ đúng không? Rồi cấp VIP, rồi công nghệ pha lê các thứ chẳng hạn, có thể là nó không bằng nhau, mình đang ví dụ như thế. Còn nói về kết quả chiến báo thì mình vẫn nghĩ là cái chiến báo ban đầu của bên Chitgu ấy thì nó sẽ hợp lý hơn nha. Khi ở bên đó thì người ta test ở trong cái chế độ đánh ạc ấy, người ta không có mặc đồ các thứ thì nó cân bằng hơn các bạn. Còn đây thì mình nghĩ là đã có cái sự sai lệch trong đồ đạc cũng như chỉ số rồi. Nói chung là cái này thì anh em tham khảo cho vui thôi, chứ mình cũng không muốn là các bạn gọi là quá hào hứng với Hoắc Khứ Bệnh. Vậy thì tổng kết lại, Hoắc Khứ Bệnh có phải là một vị tướng ngon và anh em có nên đầu tư hay không? Thì trước hết mình phải nói luôn đó là đối với mình vẫn không nghĩ Hoắc Khứ Bệnh là một con tướng quá ngon. Đây sẽ là một vị tướng tốt, các bạn có thể góp mặt ở trong cái bộ tướng kỵ binh của các bạn. Nếu các bạn đánh một đạo kỵ, mình nghĩ là các bạn có thể lên Hoắc Khứ Bệnh cũng được. Lý do là bởi vì đây là một vị tướng mới và tiềm năng vẫn còn rất là nhiều trên Open Field. Còn nếu các bạn đã có hai đạo kỵ giống như mình, và đó là lý do tại sao mình quyết định là không lên Hoắc Khứ Bệnh, đó là mình đã có hai đạo kỵ, tôi nghĩ đã khá là ok rồi. Nepki Doan P vẫn rất là mạnh, chạy rất là nhanh, và đạo thứ hai là Hạng Vũ William, tôi thấy nó làm rất là tốt và không có lý do gì để mình đổi Hoắc Khứ Bệnh vào chỗ còn Hạng Vũ để mình đánh Hoắc Khứ Bệnh ở William thay vì Hạng Vũ William cả. Tiếp đó là về cái việc sử dụng Hoắc Khứ Bệnh để rally cũng như là bị counter bởi cái việc đối phương đánh vào một lính, thì mình không nghĩ là chúng ta cần phải lên cái mức skill là 5554 Hoắc Khứ Bệnh làm gì. Các bạn cứ lên max skill đánh cho nó thoải mái, còn rally chúng ta có thể dùng Justinian, chứ không nhất thiết là con gì mới anh em cũng đem ra rally với nếp nhà được nha các bạn. Tiếp đó về cặp kỵ binh mạnh nhất hiện tại, mình vẫn nghĩ nó vẫn sẽ là Nepki Doan P thôi. Sau rất là nhiều những cái chiến báo và những cái thông tin mình hóng được vào sáng nay ấy, thì mình nghĩ là Nepki Doan P vẫn là cặp mạnh nhất. Còn Hoắc Khứ Bệnh có lẽ chỉ nằm ở cái đạo top 2, top 3. Các bạn có thể đánh là Hoắc Khứ Bệnh William là cái đạo khả thi nhất hiện tại rồi. Còn Nepki Doan P vẫn đang quá mạnh và quá đáng để anh em đầu tư nha. Ok, và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Các bạn có thể bình luận phía bên dưới để nêu lên cảm nghĩ của anh em về vị tướng này. Đương nhiên Hoắc Khứ Bệnh sẽ cần rất là nhiều thời gian nữa để thể hiện trên Open Field để các bạn thật sự cảm nhận được vị tướng này ngon hay dở. Nhưng mà với những cái chiến báo như thế này, mình thấy là Hoắc Khứ Bệnh cũng khá là ổn nếu các bạn đánh một đạo kỵ. Còn nếu mà anh em đang quá đầy đủ về kỵ binh rồi thì tôi nghĩ là các bạn cũng không nhất thiết là phải đầu tư thêm vào Hoắc Khứ Bệnh làm gì. Và các bạn đừng quên để lại một like đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về tướng em Dragon. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye. Is you paid